chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ phổ biến là từ 20 đến 32 độ và ở vùng núi cao là từ 18 đến 25 độ, còn độ ẩm là từ 70 đến 95%. Dự báo các nơi trong tỉnh, tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ ở đây phổ biến từ 20 đến 28 độ và độ ẩm từ 75 đến 95%. Còn tại khu vực Mường Tè, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Sìn Hồ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Tại khu vực Than Uyên, nhiệt độ ở đây phổ biến từ 22 đến 30 độ và độ ẩm từ 75 đến 95%. Khu vực Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ và độ ẩm là từ 70 đến 95%. Tại khu vực Tam Đường, nhiệt độ phổ biến là từ 22 đến 30 độ và độ ẩm cũng từ 75 đến 95%. Còn tại khu vực Tân Uyên, nhiệt độ ở đây phổ biến từ 22 đến 30 độ và độ ẩm cũng từ 75 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ ở đây phổ biến từ 23 đến 32 độ và độ ẩm từ 70 đến 95%. Vâng thưa quý vị, trên đây là phần dự báo và cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.